Rồi, và mô hình này được gọi là kinh doanh thông minh các anh chị. Và nếu như các anh chị là chủ doanh nghiệp kinh doanh nhượng quyền đi, thì các anh chị là một phần ở trong mạng lưới kinh doanh này. Nhưng nếu như các anh chị sở hữu mạng lưới các anh chị là một phần ở trong mạng lưới kinh doanh này, nhưng các anh chị không sở hữu mạng lưới, đúng không? Không sở hữu mạng lưới. Các anh chị chỉ sở hữu doanh nghiệp cá nhân của mình thôi, có sở hữu cái cửa hàng nhận quyền đó cho mình thôi. Nhưng mà ngược lại, khi các anh chị là thành viên của kinh doanh thông minh đó, thì các anh chị sẽ các anh chị không chỉ là xây dựng mạng lưới, mà thực tế là các anh chị còn sở hữu cái mạng lưới của riêng mình các anh chị. Và khi mà các anh chị tham gia vào lĩnh vực kinh doanh này á, thì kinh doanh thông minh sẽ mang lại cho các anh chị về một đòn bẩy tài chính cực kỳ mạnh mẽ các anh chị, đúng không? Cực kỳ lớn. Tuy nhiên á, thì kinh doanh thông minh là một trong những mô hình kinh doanh phát triển nhanh nhất trên thế giới. Và hầu hết mọi người thì vẫn chưa nhận ra điều đó các anh chị, vẫn chưa nhận ra điều đó. Tại sao vậy ạ? Bởi vì mọi người á chỉ nhìn thấy những cái sản phẩm trong các công ty kinh doanh thông minh thôi, như là cái sản phẩm, những cái sản phẩm dùng trong gia đình nè, hoặc là những cái loại hình dịch vụ như là internet nè, như là tài chính nè, hoặc là như là dịch vụ pháp lý cá nhân, đúng không ạ? Nhưng mà họ lại không nhận thấy rằng đó không phải kinh doanh thật sự cái gì. Kinh doanh thật sự không nằm ở trong sản phẩm, mà nằm ở trên cái hệ thống phân phối các sản phẩm đó cái gì.